Đây, báo cáo bác, đây là mùng 1 tháng 5. Bác nào mà đi chơi qua nhà mình thì các bạn cứ qua lấy chim bình thường. Đây em gửi về Gia Lâm, Long Biên. Đây em gửi về Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Đấy, rút kinh nghiệm là em cứ gửi em phải dán cái tem niêm phong ở đây. Bên dưới cái cửa này đều là dán tem niêm phong hết, kèm theo một cái bản hướng dẫn nuôi chim cu gáy, địa chỉ liên kết đầy đủ hết. Một tờ A4 này được em biên soạn sau nhiều năm, rất là nhiều thuốc điều trị, các bạn có thể xem khảo qua. Đây là chuột hay là chim thì em đều làm kênh thực tế, các bạn yên tâm. Số điện thoại của em là 033 5305982. Clip mùng 2 tháng 5 nhé. Đấy, quay gần lại cho các bác xem nhá. Em này giọng rất to, rất rõ ràng. Bộ rất đẹp luôn. Con này là clip mùng 2 tháng 5 nhá. Rất đẹp luôn. Ok, có lẽ là đến giờ em cũng đi gửi chim rồi. Xin phép và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.